Sun and Moon Academy, speak to shine. Chắc chắn đã quay trở lại rồi đây. Một cú rẽ gọi là vô cùng bất ngờ đối với mình. Cái giá mà mình phải trả nếu làm theo cái công thức đấy nó cũng không hề nhỏ. Em bị một cái căn bệnh là tràn khí màng phổi. Thì cái căn bệnh này thường xảy ra với những cái bạn mà thể trạng là gầy. Em trở thành một cái người rất là tự ti. Cái bệnh hoạn nó sản sinh ra thêm rất nhiều độc tố ở trong cơ thể. Nhưng mà mình không có hạnh phúc vì nó mọi người ơi. Căng quá. Ủa vậy bản thân mình như thế nào? Mà bạn làm bạn khi vui chứng tỏ là sai rồi. Vậy chim nên học thật sự là gì? Vậy họ sẽ làm gì với bạn? Chúng ta sẽ